Rất nhiều bạn nuôi chó poodle, khi nuôi thì người bán bảo rằng đó chính là tiny poodle, nhưng thực tế khi lớn lên thành toy poodle. Vậy ngày hôm nay hãy cùng Poodle Number One tìm hiểu xem toy poodle là như thế nào. Từ đó các bạn sẽ biết được chú chó mình đang nuôi có phải là dòng toy poodle hay không. Các bạn sẽ biết nguồn gốc của chó toy poodle, tính cách của toy poodle như thế nào, đặc điểm nhận dạng của toy poodle và cách chăm sóc lông của toy poodle, và đặc biệt đó chính là giá cả của toy poodle trên thị trường Việt Nam. Vậy đây chính là video dành cho bạn. Poodle Number One, trại chó poodle số 1 Sài Gòn. Chó poodle có nguồn gốc xuất xứ từ đâu? Cho đến nay, nguồn gốc xuất xứ của toy poodle vẫn còn khá nhiều tranh cãi. Có rất nhiều nguồn cho rằng chúng được sinh ra từ những vùng đầm lầy của nước Pháp. Tuy nhiên, cũng có nhiều tài liệu chỉ ra nguồn gốc xuất xứ thật sự của chúng là từ nước Đức. Lý do là từ poodle trong tiếng Đức có nghĩa là thú săn vịt. Đặc điểm ngoại hình của chó toy poodle. Hiện nay có 3 dòng chó poodle được công nhận chính thức là Standard Poodle, Miniature Poodle và Toy Poodle. Trong đó, Toy Poodle có kích thước thân hình nhỏ nhất trong các dòng chó chính thức. Chúng nặng từ 4 đến 6 kg và chiều cao từ 25 đến 35 cm. Những chú bé cún poodle sở hữu bộ lông xoăn hai lớp có cấu tạo như lớp lông cừu và có tác dụng để giữ nhiệt. Màu lông của cún poodle cũng khá đa dạng, bao gồm màu lông đỏ, màu sô cô la, màu trắng. Còn các đặc điểm khác như tai, mắt, mõm, chân và đầu thì vẫn giữ được các nét dễ thương và đặc trưng của poodle. Tính cách của chó toy poodle. Toy poodle cũng như giống chó khác trong họ poodle đều được xếp vào nhóm những giống cảnh thông minh nhất thế giới. Chúng có khả năng học hỏi rất nhanh, có thể học các câu lệnh từ cơ bản đến phức tạp chỉ sau vài lần tập luyện. Từ đó, việc huấn luyện toy poodle cũng trở nên dễ dàng hơn với người nuôi. Bé cún toy poodle rất hiếu động và tinh nghịch. Chúng sẽ rất vui vẻ nếu được bạn dắt tay ra ngoài chơi mỗi ngày. Nhưng lưu ý, chỉ cho toy poodle tham gia các bài chạy nhảy, đuổi bắt nhẹ nhàng, tránh các bài tập yêu cầu nhiều về thể lực. Bởi sức khỏe của những bé cún toy poodle không được tốt nên việc vận động quá sức khiến chúng bị bệnh. Toy poodle thân thiện, tình cảm với con người. Chúng rất thích được chủ vuốt ve, hôn ấp. Những bé thuộc dòng toy cũng khá hòa đồng với các vật nuôi khác. Người ta ít thấy chúng gây gổ hay tranh giành thức ăn. Giá chó toy poodle trên thị trường Việt Nam. Toy poodle là giống chó có độ phổ biến cao nhất trong họ poodle. Chúng được ưa chuộng vì vẻ bề ngoài siêu dễ thương, kích thước thân hình vừa phải, không quá to lớn như Standard Poodle cũng như không nhỏ bé như dòng Tiny và Teacup. Kích thước của bé cún lông xù phù hợp với không gian sống nhỏ hẹp ở căn hộ chung cư. Nếu bạn đang muốn sở hữu bé Toy Poodle để làm thú cưng thì có thể tham khảo bảng giá mà Poodle Number One đã cập nhật dưới đây nhé. Giá từ 4 đến 8 triệu. Đây là mức giá dành cho bé poodle toy sinh ra và lớn lên tại Việt Nam. Giá của chúng còn phụ thuộc vào sự phổ biến và màu sắc lông của chúng. Thông thường, những bé có sở hữu bộ lông màu xám sẽ có giá cao rồi hiếm gặp. Tương tự, màu lông đỏ sẽ giá rẻ do khá phổ biến. Giá từ 15 đến 30 triệu. Những bé toy poodle được nhập khẩu trực tiếp từ các trại chó tại Thái Lan sẽ có mức giá trên. Những bé cún này đã qua kiểm tra sức khỏe, có giấy tờ đầy đủ và có thể bạn hoàn toàn yên tâm về sức khỏe của chúng. Giá từ 70 đến 100 triệu. Mức giá khủng này dành cho bé toy poodle được nhập khẩu từ Mỹ, Canada hoặc các nước châu Âu, quê hương của giống chó poodle. Những bé chó poodle nhập khẩu từ phương Tây chắc chắn chất lượng cao hơn nhiều tại nước ta và Thái Lan. Nếu muốn sở hữu chó poodle này thì bạn phải đặt trước bởi chúng rất khó và không có sẵn trên thị trường. Bản giá của toy poodle bên trên không chính xác hoàn toàn bởi vì chúng có thể biến đổi dựa vào rất nhiều yếu tố khác như thị hiếu của người mua, màu sắc, giới tính, độ tuổi, kích thước. Bạn cần hiểu thêm về giá của tiny poodle thì có thể liên hệ với Poodle Number One các bạn nhé. Vậy ngày hôm nay Poodle Number One đã chia sẻ cho các bạn các đặc tính của chó toy poodle rồi. Các bạn hãy like, comment và subscribe để đăng ký kênh nhận những video mới nhất nhé.